Vâng, con xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi tấm hình của Quang nhé. Hôm nay thì Quang vừa tuyển được mấy con chòe nữa, chòe than nữa để về gột. Giờ thời gian vừa về đến nhà đây, thời gian bây giờ là 8 giờ ngày 21 tháng 10 đây. Đấy, thứ năm vừa về đến nhà đây xong. Rồi, thấy thợ bẫy nói rằng là có 4 con đẹp. Trời, vừa ấy đi về là làm đổ cái hộp, không biết là sao không? Đổ tung hết cả buồn. Tung hết cả nước này. Ui, nuôi xòe quá to nhưng mà bị sụng mất mấy cái lúc đuôi rồi. Ui, con này mặt dữ lắm. Chim ra xem là con này cũng mép vẫn còn vàng. Ui, con này xòe to này. Đấy, xem nào, con này rồi sụng mất một hai ba cái lông trắng bên này. Bên này đủ 4 cái lông trắng, sụn mất một cái lông trắng, một cái lông trắng và một cái lông đen. Con này thì xòe cũng to hết bạn. Giờ vào đây xòe to đấy. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, võ công tuyển xem nào. Toàn dài hơn một gang tay. Vào đây một chú. Con này vừa bị đổ nước. Ôi trời, đổ nước bẩn quá. Ôi, con này cũng đẹp này. Đây, em thứ hai này. Đuôi cũng xòe rất to, nước nó đổ ra nó ướt bết cái đuôi lại. Đây nào. Chân, ui con này cao cầu này. Móng mỏ có bị làm sao không? Con này mỏ mỏ. Đây. Đây, con này đẹp. Nó đổ cái nước nó đẹp quá. Ui giời. Em này xòe to chưa? Này. Họ đánh dấu đó. Họ bẫy được con đẹp và họ đánh dấu, họ cắt cái đuôi. Đấy. Cắt cái đuôi. Con này xòe quá to. Mép vẫn vàng. Chim mép. Đấy. Ui, con này xòe to lắm. Bộ to khủng. Ui giời. Đây là một găng tay hết cỡ của Quang nhá. Hết cỡ này. Hết cỡ một găng tay này, căng hết cỡ này. Đấy, từ mỏ này mà nó vẫn còn thừa đến đây. Con này nó phải 22 phân. Đây là chim mép. Con này bộ. Ừ, to, xoài to. Xoài to lắm. Cái nước ra nó là bẩn quá. Ôi trời. Con này xòe to nữa này. Người dài, con này trường chim. Ôi trời. Cũng hết cỡ một gang tay nhé. Căng hết cỡ một gang tay 20. Con này nó phải gần 22 phân. Người nhìn thấy chim này. Dài chưa?
xem nào. Con này cũng là chim mép, mép vẫn vàng. Loại này là rất dễ là gột. Nó bị quăng về quăng chưa kịp cho xuống xe thì nó bị rơi rơi cái hộp này. Thế là nó đổ nước thì nó bị bẩn này. Con này cho vào đây. Chuẩn bị được bốn cái lồng sạch sẽ. Đấy, bắt đầu lại công cuộc vào cám cho bốn cái con này. Đấy, xem là tính cách của từng bốn con này nó như nào. Nó lông nó bị ướt bết bết vào đúng ra là rất khó nhìn. Đấy, quan cầm tay con chim thì nó vẫn còn lông nguyên, bộ lông nguyên của nó ấy, nó không ướt đấy. Thì mình có sẽ đọc được ra cái tính cách của từng con một. Con này thì thuộc dạng bộ siêu dài. Con này thì bộ to khủng, bộ người ngắn người nhưng mà đuôi xòe hết bản này. Con này họ bẫy được, họ đánh dấu cắt cái đuôi. Đấy, đi xa là yếu lắm, nó chết rồi. Vội quá quên không hòa mật ong cho uống. Và túi mật ong thì là nó uống được vào thì nó sẽ hồi rất nhanh. Tuy nhiên là chim khỏe này thì cũng không cần thiết. Bây giờ chờ một tí cho nó tĩnh tĩnh rồi cắt sâu dế trộn vào cái cám chuẩn bị sẵn để cho nó ăn thôi. Này kiếm cái áo lồng che nó. Quân số chim bổi dương của cái phòng kín này Quang đang gột lên đến mười mấy con rồi. Quyết tâm gột nuôi lên để chơi thôi. Đấy. Con này xem lại con này. Này to. To xóa hết bản này. To lắm. Chào mọi người nhé. Quang bây giờ Quang sẽ đi này, con này đẹp. Đuôi dài ra chưa? Cho nó trộn cám cho nó ăn, cho nó nghỉ ngơi đây. Đấy, về muộn này thì sẽ bật điện này cho nó ăn đến khoảng chắc là đến 10 giờ tối, 2 tiếng, 10 giờ đêm. Vâng, chào mọi người nhé. Quang trộn cám cho nó ăn thôi.